Đây là món bắp tắm nắng chết bơ, đặc biệt không qua củi lửa. Đây là món táo trời đánh, đúng hơn táo mắc cỡ, ăn vào sẽ rất thốn. Đây là cách làm món xương rồng nướng mạng xã hội. Đây là phương pháp tạo ra nước dưa hấu ép kiểu Tào Tháo. Đây là tạo ra món nước dừa tự hủy. Đơn giản đây là món cà tiêu, cà toi. Đây là cách ép dầu lạc kiểu nhỏ giọt. Còn đây là cách mà giống quả gấc tràn trọc chín vàng.